bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong bản tin buổi tối ngày 13 tháng 10. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin gì hấp dẫn, hãy cùng chờ đợi ngay sau đây nhé. Đầu tiên đó là thông tin về việc iPhone 10 xuất hiện ngoài thực tế và gây thất vọng cho người dùng. Khoảng 3 tuần nữa thì Apple mới phát hành iPhone 10 khi model này được cho đặt hàng vào ngày 27 tháng 10 và bán ra vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên thì một số người đã được sử dụng sản phẩm và mới đây thì trên trang mạng đã xuất hiện hình ảnh chiếc iPhone 10 trên tay của một người được cho là nhân viên của Apple. Soi vào màn hình thì có thể thấy là iPhone 10 lộ nhược điểm là tạo ra một khoảng đen lớn ở cạnh trên và dưới. Với kích thước là 5,8 inch thì iPhone 10 là điện thoại Apple có đường chéo màn hình lớn nhất và nó cũng được đánh dấu việc hãng chuyển sang công nghệ OLED và tỷ lệ màn hình 18:9. Những thay đổi này khiến cho những ứng dụng chạy trên iPhone 10 không thể hiển thị toàn màn hình. Như vậy thì khi iPhone 10 được bán ra thì các nhà phát triển sẽ phải điều chỉnh lại những phần mềm của mình để tương thích với màn hình 18:9. Và người dùng thì cũng sẽ mất một thời gian sống chung với hai vạch đen được coi là xấu xí. Và thông tin tiếp theo đó là smartphone đầu tiên của Razer xuất hiện. Mặc dù mới bước chân vào thị trường di động, Razer có vẻ như có tham vọng rất lớn khi mà cấu hình của chiếc smartphone này là khá cao cấp. Với màn hình 5,7 inch, độ phân giải 2560x1440, CPU Snapdragon 835 và RAM là 8GB. Máy được cài sẵn Android 7.1.1 và sẽ dùng giao diện do Razer thiết kế, phát triển. Mình nghĩ là nó sẽ có màu xanh lá chủ đạo với logo hình con rắn quen thuộc của Razer. Thực tế thì việc trang bị 8GB RAM cũng mang lại một số lợi thế trong việc tạo ra một chiếc smartphone chơi game nè. Ví dụ như game ít bị lót lại dữ liệu, Razer cũng có thể tạo ra một chế độ riêng dành cho game và phần lớn RAM sẽ dành cho game chẳng hạn. Tuy nhiên thì phải đợi đến ngày 1 tháng 11 thì chúng ta mới có thể được diện kiến smartphone đầu tiên đến từ nhà Razer. Và tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn, đó là ứng dụng cập nhật điểm ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như dạo gần đây Sài Gòn thất thủ trước nước lũ cho nên là một ứng dụng cập nhật điểm ngập lụt đã ra đời. Ứng dụng này được mang tên là UDI Map, ra mắt vào tháng 5 năm 2017 và với giao diện đơn giản, là hoạt động mượt mà và dễ sử dụng. Ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu bản đồ của Google nhưng lại được tùy biến theo chức năng riêng với 4 chức năng chính, đó là tìm đường, hiện trạng, gửi thông tin và cảnh báo ngập. Chức năng quan trọng nhất của UDI Map đó là hiển thị các điểm ngập nước. Những điểm ngập nặng thì sẽ được hiển thị màu đỏ nè và đi kèm với những hình ảnh. Bên cạnh đó, nó còn hiển thị những nơi đặt trạm đo mưa, biểu tượng đám mây và trạm đo chiều cường, biểu tượng mực nước. Trải nghiệm cho thấy thì các điểm ngập nước được hiển thị khá là chính xác. Tuy nhiên thì việc khởi động còn khá là chậm, tự thoát ứng dụng cũng như là thời gian hiển thị điểm ngập không nhanh. Hiện thì UDI Map chỉ hỗ trợ cảnh báo điểm ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa có ở những tỉnh và thành phố khác. Và đó là những tin chính trong bản tin buổi tối ngày 13 tháng 10 năm 2017. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ là đăng ký kênh Tech Mag của chúng mình để cùng theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Và mình cũng nhắc luôn là trong video lần trước, đó là video cuộc chiến giữa taxi truyền thống với Grab và Uber, thì Như Quỳnh đã làm một cái mini game nho nhỏ và sắp tới thì Như Quỳnh sẽ công bố giải thưởng ở trên fanpage của TechMag. Các bạn nhớ theo dõi để biết được mình có phải là người may mắn nhất trúng giải thưởng này hay không nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.